Xin cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục giữ băng tần SPTN. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì chắc là nhiều người ở bên gia đình rồi chúng ta cũng sẽ có cái buổi gọi là barbecue để mừng lễ lao động. Đương nhiên trong cái thời buổi bệnh dịch thì các cái buổi hội hè như thế nó sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Nhưng mà trên sân khấu chính trị thì hoạt động không giảm. Ngày hôm qua hai ứng cử viên đối đầu với nhau, Tổng thống Donald Trump và cựu phó Tổng thống Joe Biden, có gọi là ọ ẹ gì với nhau không anh Dung? Anh nói ọ ẹ thì oan cho họ á. Họ không ọ ẹ mà họ chửi nhau. À, họ chửi nhau. Họ chửi nhau. Tôi được biết là ngày hôm qua như Tổng thống Donald Trump bảo ông Joe Biden là stupid. Bảo là 8 năm qua ông không làm được gì cả. Thì tôi không biết ai cố vấn cho ông Trump nói câu đó cũng là gì. Dùng cái chữ lại được không? Yeah. Bởi phó tổng thống nước Mỹ thì đâu có ông nào giỏi đâu quý vị. Mà nói như vậy thì đụng chạm ông Mike Pence. Tại phó tổng thống nước Mỹ họ làm hai chuyện thôi. Thứ nhất là đi đám tang các nhà độc tài. Thứ hai là cầu nguyện. Tối ngày cầu nguyện, cầu nguyện cho tổng thống tắt thở. Quý vị biết tổng thống tắt thở thì sao rồi cái gì? Tôi khỏi nói quý vị cũng biết rồi. Cái đó mà ai mà không biết là uổng một vé ở Mỹ đó. Trở lại cái chuyện ngày hôm qua, ngày Labor Day, quý vị coi Tổng thống Trump. Labor Day đúng là ngày lao động, mà bà con lao động quá, mà hai ông cũng lao động luôn, hai ông chỉ trích nhau, chửi nhau, loạn cào cào hết. Và năm nay thì coi như là cũng không có ngoại lệ, hai ông coi như là rút súng ra. Một ông thì đứng ở trước tòa ốc, còn một ông thì ngồi ở cái sân sau ngôi nhà, giữ khoảng cách và đeo khẩu trang. Ở trong khi ông Tông Tông thì đứng ở tòa ốc, có một đoạn có một ký giả hỏi, ông bảo anh gỡ khẩu trang ra đi, anh đứng khoảng cách vậy là đủ rồi. Ông ký giả bảo không, tôi có thể nói to được không? Tôi cũng Trump bảo ok vậy cũng được. Tổng thống có bảo gỡ khẩu trang ra. Đó là chuyện có thật. Dạ. Thì trong cái chuyện này, cái chuyện gỡ khẩu trang thôi anh Dũng. Dạ. Như vậy ông có phải là ông nói người phóng viên này đừng nên yêu nước không? Thì tại vì tổng thống là đeo khẩu trang là yêu nước mà. Thì đúng vậy. Không, ông không nhớ. Không nhớ. Tuổi già hay sao? Thì chắc cũng giống như Biden. Tôi nói anh tuổi mà tôi nói thiệt, anh bây giờ U60 như tôi đây là bắt đầu là trí nhớ nó kém rồi, đừng nói chi là U80 như mấy ông này. À. Đó. Có điều thì ví dụ như tôi bị hay quên, anh bị hay quên, tôi đâu có nói tôi bị hay quên đâu. Tôi chê anh hay quên, đời nào tôi nói tôi. À. Nhưng mà cái đó là chuyện có thật cho quý vị, có thật 100%. Ngày hôm qua tôi nghe đàng hoàng. Trump bảo anh gỡ khẩu trang ra, anh đứng khoảng cách đủ rồi. Ông bây trở lại cái chính, vấn đề chính là này. Ông Trump bây giờ ngày hôm qua là bắt đầu là đưa ra một loạt các tấn công với ông Biden ngay từ tòa Bạch Ốc, ngay quý vị thấy rồi. Và ông đang cố gắng duy trì cái sự ủng hộ của ông ở miền Trung Tây và miền Nam. Theo dự trù ngày hôm nay, Tổng thống Donald Trump sẽ viếng thăm Florida và South Carolina, hai cái tiểu bang cũng quan trọng. Trong khi đó thì ông Joe Biden bắt đầu một cái cuộc vận động đi đến từng nơi, như quý vị thấy hồi nãy đó. Ông không còn là như ông Trump nói là hay trốn dưới basement, bị hết trốn dưới basement. Thì bây giờ bắt đầu là ông đi đến những cái nơi mà gọi là vận động. Thì ngày hôm qua ông đến tiểu bang Pennsylvania và ông cũng nói về những cái thành tích của mình, vân 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 vân. Đó. Thì hai ông thường là nói về thành tích của mình và tấn công bên kia. Đó, chỉ có vậy thôi. Họ hy vọng là những cái cuộc vận động này trong những từ bây giờ tới ngày tranh cử sẽ gây thu hút cho đối với các cử tri, đặc biệt là các cử tri độc lập, các cử tri mà undecided đó, chưa quyết định là sẽ bầu cho ai. Thì về mặt chiến lược đó, có thể nói là ông Trump đã đẩy ông Biden vào cái thế là phải gọi là phòng thủ. Ông Trump thì lúc nào ông cũng trong tư thế gọi là tấn công hết, tin hạ thủ vi cường mà. Nhưng mà hôm qua ông Biden ông cũng nói nhẹ nhàng lắm. Quý vị nhìn mấy bước của ông Trump đi kìa, mới nhìn bước của tôi đi kìa. Look at how he step and look at how I step. Ý nói là gì phải không? Ông Trump lost step. Mà cái chữ lost step, lost a step này đó, nó có hai nghĩa. Nếu mà nghĩa bóng á thì là ý nói là gì, lãnh đạo có vấn đề, lãnh đạo nước Mỹ có vấn đề. Cái tôi đang nói là ông Joe Biden nói nha, tôi tường thuật lại quý vị thôi.
Rồi ông Biden mới nói ông Trump này nè, nhìn coi lúc mà ông chạy lên cái ramp đó, cái đường, cái chỗ mà đi lên chỗ mấy sân khấu đó, và quý vị coi ông có bị stumble, có bị vấp hay không. Thì cái này ý nói đến cái chuyện thì nó hai chuyện. Một chuyện là hôm ra trường, lễ ra trường ở trường đại học, ở viện học viện West Point, ông Trump đi vào cái ramp đó, cái chỗ cái đường đi đó, tự nhiên ông bám cái thành. À, đó là cái ta chú ý. Cái thứ hai nó mới đây ở New Hampshire. Thì lúc sau này ông Trump cũng đi vận động, ông cũng có chiêu rất độc đáo, đơn giản lắm, nhanh gọn lẹ, không cần hội trường, không cần gì cả. Với lại Covid-19 ấy, đáp máy bay xuống là vừa bước máy bay là có một cái sân khấu gọi là giã chiến để ra liền. Một là ông đứng co trước cái microphone, chỉ microphone nói chuyện, đằng sau background là cái Air Force One. Hai là họ làm cái sân khấu gọi là giã chiến để bước lên vài bước. Thì hôm rồi ở New Hampshire bước lên có chào đảo cái anh Long, xém té, xém té. Cái đó có, tôi có coi cái đó, tôi không có lấy ra để quý vị coi ra, để quý vị biết. Thì trong ý nói là ông Trump nói về vấn đề sức khỏe của ông Joe Biden. Thì Joe Biden bảo, xem quý vị nhìn ông cũng có vấn đề. Và quý vị nhớ hôm đó ông Trump phải vào cái gì? Quân y viện Walter Reed. Và có tin đồn là ông bị stroke nhẹ. Ông bác bỏ chuyện đó, bác sĩ bác bỏ. Nhưng mà cái chuyện đó đó là bây giờ nó vẫn đang âm ỉ. Người ta cũng đang nghi là hình như ông Trump có vấn đề. Đó. Đó là cái mà bây giờ ông Biden cũng đang khai thác lại. Thì ngày hôm qua ông, trong lúc ông Trump nói chuyện tại ốc, thì ông Biden nó đi qua bên Pennsylvania, rồi ông lại đến, ông có cuộc họp sau đó với lại các giới chức nghiệp đoàn AFL-CIO, cái nghiệp đoàn lớn nhất nước Mỹ, để mà vận động. Đây có cái hình để cho cái câu chuyện của anh nó thêm hấp dẫn. Vâng, cảm ơn anh. Đây đúng là đây, New Hampshire đây, quý vị coi cái này, cảm ơn Long rất nhiều, để cho quý vị coi. Ông bước lên và ông xém té. Thì cái này là cái mà ông Joe Biden ý nói là khi thế, tôi cũng gạc nhiên khi tôi thấy ông Trump lên rồi bị, quý vị coi. Cái này như nó không rõ lắm. Đây. Chưa tới. Vâng. Đoạn đường còn xa. Đây. Đó, đúng rồi. Cảm ơn Long. Thì đó là ngày bị trượt một cái. Thì chính cái này thưa quý vị, nói ra nhiều người Việt Nam chúng ta đó sẽ không để ý cho nó. Sẽ truyền thông nhỏ nhen rồi, không nhỏ chuyện lớn. Dân Mỹ họ rất chú ý những chuyện này. Cái chuyện bông giờ đần ông nọ nói lộn là 120.000 người chết nó thành 120 triệu, tao cũng để ý, bảo ông này chắc là có vấn đề về gọi là tâm thần. Không là trí nhớ. Thì cái chuyện này của ông Trump cũng bị là chú ý. Dân Mỹ nó là như thế, dân châu Âu, phương Tây nói chung nó là như thế. Mà nói gì phương Tây, khắp nơi. Ví dụ như bên Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đó, bị cái gì là tin cũng đồn rầm, chúng ta cũng đồn rầm luôn á. Mà buồn cười lắm, người Việt Nam ta lộ ngộ lắm. Chuyện đó, người khác làm thì không sao, vì chỉ trích, chuyện mình làm thì không nói ai nói gì cả. Cũng buồn cười cái chuyện đó, tôi là con người mà. Rồi đó là hai ông ngày hôm qua. Trong khi đó thì phó của hai ông là cái gì? Là ai? À, ông Mike Pence, phó tổng thống ngày hôm qua cũng được phái đến tiểu bang Wisconsin. Bà Kamala Harris ngày hôm qua cũng đến Wisconsin. Thấy không? Quý vị thấy Wisconsin bây giờ có 10 phiếu bầu, có 10 phiếu cử tri đoàn, tự nhiên trở thành nghĩa là cái nơi mà hai bên nghĩa là tranh thủ. Quý vị nhớ không? Ông Trump là trong những ngày qua là đến hai lần rồi. Một lần đến trước cái đại hội đảng Dân Chủ vào tháng 8, đầu tháng 8 đúng không? Giữa tháng 8. Sau đó ông đến một lần sau cái vụ mà Kenosha shooting. Rồi ông Joe Biden đến một lần. Rồi ngày hôm qua là ông Mike Pence và bà Kamala Harris đến. Đặc biệt bà Kamala Harris ngày hôm qua đến cũng giống như là ông Biden đến hôm trước, là gặp gia đình ông Jacob Blake. Ông Mike Pence thì không gặp. Và ông Mike Pence lại giống như ông Trump một lần nữa khẳng định cái vấn đề gọi là law and order. We will have law and order in every city in this country. Nó là chúng ta sẽ có trật tự và ổn định ở mọi thành phố nước Mỹ này. À, thì không biết là ông có nghe FBTN Morning sáng ngày hôm qua không? Ông Trump hứa cũng nhiều lắm, ông này ông hứa theo luôn, không biết có được hay không? Chúng ta sẽ chờ xem. Nhưng mà cái điều này nó cho thấy là gì anh Long với ông? Cuộc đua này càng ngày càng khó đoán. Hôm qua anh nói cái chuyện mà cá độ phải không? Vâng. Nhưng mà trên thực tế người ta nói là cái cuộc tranh cử năm nay khó đoán vô cùng vì nó nhiều vấn đề. Anh thấy sao? Nhiều vấn đề đó chúng ta sẽ bàn vào chương trình xoáy tim. Okay. Chương trình xoáy tim này chúng ta bàn nhiều vấn đề của
cái bầu cử năm nay nó sẽ diễn ra như thế nào. Và nó sẽ diễn ra như thế nào hay là tại sao nó khó đoán? Hai đội hai chủ đề khác nhau nha. Chúng ta sẽ phanh phui nó ra nhiều. Rồi. Xin quý vị tiếp tục giữ băng tần SPTN, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại.